chơi gì anh kia? Tôi ở đây bán ông già. Ồ, tôi đây, xin lỗi nha. Đã đến lúc kế hoạch của ta được thực hiện rồi. Sao tiếng người kêu cứu nhiều quá vậy? Thằng kia là ai nhìn quen quá vậy? Cái gì vậy? Ôi, không phải thầy là một thiên thần sao? Đúng vậy, ta là một thiên thần mà là thiên thần xa gã. Tên này, người muốn khiêu chiến rồi đây. Thầy đã gửi một thông điệp lên trên tiên giới rằng quỷ vương ba của Nabi đã bắt cóc tôi với mục đích khiêu chiến. Em sẽ chiến đấu với thầy luôn. Thầy cha. Bọn nhãi ranh, tụi bay chạy đi đâu vậy hả? Đi bắt bọn nó lại cho ta. Nabi ơi, dừng lại một chút cái đã. Ở trên tiên giới, chắc cha tôi đang nổi trận lôi đình. Cha của tôi chắc chắn đã tin vào lời nói dối đó của thầy Giác. Hả? Chị có nghĩa bây giờ mình phải làm gì? Mình phải tìm đường tới tiên giới để tôi phải giải thích với ba tôi. Tìm đường tới tiên giới hả? Nhưng đúng mà rồi. Ông biết đường không? Không biết. Trời đất ơi, ừ hai tôi quên mất mà ông là một cái người đi thẳng cũng đi lạc được nữa. Làm sao mà nhớ đường về nhà của ông chứ? Giờ làm sao đi ta? Tôi là ác quỷ sao tôi biết đường tới tiên giới? Nhưng mà thôi, trước mắt thì mình cứ chạy xa cái chỗ này ra đi đã, chạy thoát khỏi thầy Giác. Rồi, trước khi thầy Giác rồi kia, nhanh lên. Tôi nghĩ là chúng ta đi đường dưới phía bờ sông này đi. Hình như ở đây thì phải. Tôi thấy cái đường này nó quen lắm. Đường tới tiên giới, tôi cảm nhận được cánh cổng dắt chúng ta tới tiên giới chắc chắn đang ở gần đây. Thiệt luôn hả? Đó chính là giác quan của thiên thần, bà phải tin tôi. Ok, tôi sẽ tin ông. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần đi thẳng tiếp thôi nhỉ? Okay. Đúng vậy. Hay nè, có một quỷ đâu đó gần ngoài đây. Ngoài chừng đằng sau kìa. Mày nói chứ là con ác quỷ gì nữa vậy? Con đường đi tới tiên giới tại sao lại có ác quỷ chứ? Đúng như vậy, chắc chắn là đã có chuyện gì đó rồi. Với cả, tôi nhìn thấy con quỷ này nó không giống như con quỷ tầm thường hay xuất hiện ở trên nhân giới này. Hình như ai đó đã triệu hồi nó ra thì phải, không lẽ nào? Thầy Jack, vậy là thầy ấy vẫn đang đi tìm chúng ta đó. Không được rồi, chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt con này và đi tiếp thôi. Ta đi cẩn thận kìa, dưới đó có độc đó, coi chừng kìa. Con quỷ này, ây da, hắn ta mạnh quá vậy, cái con quỷ này là con quỷ. Đừng hợp sức tiêu diệt nó đi, hắn sẽ tạo ra độc dược đó. Được rồi, vậy thì, tại sao còn nó thấy nè. Nabi, lùi lại! Ta! Nó bị đánh bại rồi! Chết rồi! Được lắm! Hay lắm! Tụi mình kết hợp được chị kêu mới luôn rồi! Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi! Nhanh lên! Bây giờ đi tiếp! Rồi. Bây giờ mình phải đi thẳng hay là mình quẹo phải đây? Thường thì quẹo phải luôn đúng đó! Nên là bây giờ chúng ta chọn bên phải đi! Con luôn! Đúng rồi, nhanh lên! Đi nè! Okay. Cái gì vậy? Ồn quá vậy, là một con quái vật mới nữa hả? Vậy là thầy Giác chưa bỏ cuộc. Thầy Giác cứng đầu thiệt chứ, sao cũng phải cản đường tụi mình để làm gì? Tại vì thầy Giác đang muốn chiến tranh mà nên là cản mình là đúng rồi. Được rồi, nếu như đã muốn thế thì tôi xin tiêu diệt những con ác quỷ cản đường tôi luôn. Thở như con ác quỷ kia, ta là lực cho người xuất hiện. Nó xuất hiện thì đâu kia, con quỷ gì mà đáng sợ vậy? Coi chừng kìa. Cái gì vậy, cái con này, nè con quỷ này mày phun lửa hả? Đây chỉ là chiếc vòng thiên thần bảo vệ đó. Ừ ha, trời ơi. Và cũng có nghĩa là gì biết không? Tôi đánh nó cũng không được. Ồ, vậy thì để đó cho tôi. Hãy cho mày nè, xuống lửa với chúng tôi. Rồi, đi tiếp Nabi ơi. Hay thiệt chứ, đúng là tôi là thiên thần mạnh thiệt các bạn ơi. Còn phải nói nữa rồi. Quẹo phải tiếp đi. Hả? Không sao, không sao, luôn đi bên phải là đúng mà. Tôi biết lý do vì sao ông hay bị lạc rồi đó. Ủa, gì vậy? Sao nó kỳ quá vậy? Ông có thấy giống như tôi không? Tại sao bầu trời tự nhiên nó tối thui, nó xanh lè vậy? Không, tôi nó bị gì rồi á Nabi ơi? Rồi cuộc chuyện này là sao vậy? Mình đang bị cái gì? Ôi chừng kìa. Cái này là cái gì vậy? Ma hả? Đây là những hồn ma kiểu này. Mày nè, mày nè, mày nè. Sao? Tại sao lại có ma vậy? Trời đất ơi, đáng sợ vậy? Tiếng gì tụi nó? Nó tới đó kìa, mày nè. Sorry. Ôi giời ơi. Ủa, giờ hình như là hết rồi. Hình như hồi nãy chúng ta vừa bị điều khiển tâm trí á Nabi. Hả? Vậy là một con quỷ nào đó khác đang ở đây điều khiển tụi mình hả? Ủa, hình như nữa rồi. Nabi kê chân kê. Đây con này, để thôi. Đấy ta. Đi gì hết tụi nó đi. Ở một con kìa. Ta. Nói rồi. Con đó, nó đang đùa giỡn tụi mình hả? Nó đang ở đâu vậy? Là bị coi chừng đó nha, coi chừng bị đưa vô đó đó. Tiếng ở đâu vậy? Âm thanh này là... Hình như Nabi thấy nó rồi thì phải. Đâu cơ? Nabi, coi chừng kìa. Lại nữa rồi, cái con ma này. Nó lại đưa chúng ta vô trong cái ảo thị ảo giác rồi. Tôi gạt
Ok. Kiếm đường đi lên chỗ con ma đó mới được. Mày nè, để tôi. Nabi đâu rồi? Nabi đâu rồi? Nabi đang ở trên đây nè. Hình như Nabi đã tới được chỗ của nó rồi. Mình đã thoát được khỏi sự kiểm soát của nó rồi. Được rồi. Hello. Nãy giờ ngươi chơi đùa bọn ta đủ rồi đó. Ấy còn bây giờ mày đi 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 đi. Chết chắc rồi tụi mày ơi. Trời đất ơi, quá mệt với cái con quỷ đó. Chứ được không vậy? Nó bị đánh bại rồi, chúng ta đi tiếp đi. Chắc là hết rồi đó. Được rồi, đi tiếp thôi nào các bạn ơi. Rồi đi hết rồi ta. Mệt mỏi à. Chị cứ đi thẳng thôi. Yeah, không, cuối cùng cũng thấy rồi. Cái lều của tôi kìa. Cái lều của ông. Cái lều của đúng ông. Rồi, đó đó. Ủa cái lều của ông là cổng tiên giới hả? Không phải, bị khùng hả, là cái lều của tôi thôi, cổng gì. Cái lều của ông thì liên quan gì tụi mình đi tìm cổng tiên giới mà. Thì cổng tiên giới ở gần đây nè. Từ để tôi gạt khoe cái. À đây chính là nơi lần đầu tiên tôi lên tiên giới. Ờ tôi từ tiên giới xuống mà tôi không biết ở đâu hết. Tôi cắm trại đây nè. Vui lắm á. À, trời đất ơi, giờ này vẫn còn vui được. Nhưng mà thôi, khác hay những thần lạc quan. Nhưng mà cái cổng ở hướng này nè, hướng này tôi nhớ này. Đó, đi thẳng lên, cứ quẹo phải là tới. Quẹo phải nè. Quẹo phải. Đúng ở rồi. Thấy chưa, tôi kêu cứ quẹo phải là tới mà không tin tôi. Rồi lên đây. Ai cho các người tới đó dễ như vậy được? Đứa con mạnh nhất của ta xuất hiện đi! Đi tới và tiêu diệt hai tên thiên thần và ác quỷ đó cho ta! Bây giờ chúng ta chỉ cần đi hết con đường này thì chúng ta sẽ tới được cánh cổng tiên giới đó! Wow! Thì luôn đó hả? Cuối cùng thì mình cũng đã có thể thấy được... Thấy con sau lưng chúng ta không? Con gì ghê quá vậy? Thầy dắt ở bến kia. Hả? Thầy dắt hả? Ôi thầy dắt, tại sao lại biết đường tới đây chứ? Thì thầy cũng là thiên thần mà đương nhiên phải biết chứ. Vậy tại sao ông là thiên thần mà ông lại không biết, ông phải đi tìm? À thì tôi không biết nữa. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bại con quỷ này đi. Có vẻ như là nó không cho chúng mình lên trên kia đâu. Ở đây không có người thường thì chắc chúng ta biến hình được nhỉ? Ồ, được đó. Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu và tiêu diệt tên ác quỷ cuối cùng này đi. Hãy đi thôi. Đỡ lên nè, tên quái vật kia. Mày nè. Ôi trời ơi. À tôi dùng ánh sáng bắn người nè. Mình sao quá là mạnh so với những con ác quỷ lúc nãy mình gặp được đó. Đúng rồi, hắn là chùm cuốn là. Mày nè. Không dễ gì đánh bại đứa con cưng của ta đâu. Coi chừng kìa. Cái con này kia là đúng là con cưng của thầy dắt nè. Nãy giờ tụi mình trưởng quá trời luôn mà hắn ta không xin nghe. Không xin nghe luôn. Mày phải làm sao ta? Cô gà nghĩ đây chỉ là con quái vật cuối cùng rồi. Mày là bây giờ chúng ta hãy cùng dồn tất cả sức mạnh chúng ta kết hợp lại tiêu diệt nó một lần đi Nabi. Ok, cũng được. Được rồi, leo lên đầu tôi đi. Chúng ta cùng nhau song kiếm hợp bích, dùng hết sức mình nha. Cho mày nè. Woo. Wow, vậy là thành công rồi. Hay quá. Đó chính là tuyệt chiêu bảo ánh sáng đó, tôi làm được rồi. Woohoo! Nabi cũng có một chiêu bảo, đó chính là bảo lửa. Chiêu đó Nabi học được từ lúc đánh nhau với thầy dắt để cứu tôi ra đó. Wow! Thì ra là vậy. Mình đã học được tuyệt chiêu mới rồi. Woohoo! Còn bây giờ chúng ta hãy bay lên trên kia đi. Đi tới cánh cổng tiên giới. Okay. Nào Nabi ơi. Lên thôi nào. Woohoo! Nghe lên nào. Wow! Được rồi, đi vô thôi nào. Ok rồi. Cái gì vậy? Nabi, có chuyện gì vậy? Này, ủa Nabi có sao không vậy? Ở đây còn quái vật nữa hả? Tôi không biết nữa. Ủa đâu thấy quái vật nào đâu ta? Sao Nabi bị cái gì vậy? Tôi không biết, tôi không đi vô cánh cổng này được. Đi vô cái tôi bị một cái năng lượng gì đó đẩy ra rất là mạnh luôn. Ủa kỳ vậy, tôi đi vô tôi đi ra bình thường này, đâu có bị gì đâu. Nè thấy không? À tôi hiểu rồi. Hả? À, hiểu gì? Hình như là tôi không thể tiến vô cánh cổng tiên giới do tôi có dòng máu của quỷ. Không được rồi. Thì ra là vậy. Vậy là cánh cổng này chỉ cho phép thiên thần vào thôi. Thôi được rồi, hay là bây giờ vậy đi. Tôi là đi vào trong đó để gặp ba của mình và giải thích đó. Tôi sẽ đứng ngoài đây đợi được không? Đứng ở đây hả? Nguy hiểm rồi sao? Không được đâu, hay là tụi mình tìm cách khác đi. Bây giờ gấp lắm rồi, không còn cách nào nữa đâu. Mau đi vào giải thích với ba của tôi gà đi. Không được sẽ có chiến tranh xảy ra đó. Tôi đứng đây tôi đợi được không? Ok, Nabi ơi, nhớ đứng ở đây nha, tôi đi vô nha. Ok, nhanh đi. Ok. Không biết tụi gà có giải thích được với ba của mình không nữa. Lo quá đi mất. Thôi mình sẽ ngồi đây mình đợi vậy.
không biết có đường không nữa. Mùi của ác quỷ. Ta đã tiêu diệt được con gái của quỷ vương.